Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMT TV. Hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nga và Trung Quốc ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Moscow và Bắc Kinh ngày 24 tháng 1 lên tiếng ủng hộ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào chính trị nước này. Trong một thông điệp phát đi ngày 24 tháng 1, Điện Kremlin cho biết ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela và những nỗ lực từ bên ngoài nhằm chiếm quyền ở quốc gia Mỹ Latin là vi phạm luật pháp quốc tế, theo hãng tin Reuters. Trước đó một ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập, tự tuyên bố ông là tổng thống lâm thời của quốc gia này, một động thái ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước khác. Đáp lại, ông Maduro tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Washington và cho các nhân viên ngoại giao nước này 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24 tháng 1 khẳng định mọi sự can thiệp bên ngoài lên Venezuela là không thể chấp nhận được và những tuyên bố của quan chức Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia này là rất nguy hiểm, theo Reuters. Cùng ngày, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Venezuela, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của chính quyền nước này nhằm bảo vệ độc lập và ổn định trong nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh kêu gọi các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình một cách bình tĩnh và thấu tình đạt lý. Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Venezuela nhằm bảo vệ chủ quyền, độc lập và ổn định đất nước. Người phát ngôn Hoa Xuân Ánh phát biểu tại buổi họp báo ngày 24 tháng 1, tôi muốn nhấn mạnh rằng những lệnh trừng phạt hoặc can thiệp từ bên ngoài thường làm phức tạp quá tình hình và không giúp ích cho việc giải quyết những vấn đề thực sự. Trung Quốc đã cho Venezuela vay hơn 50 tỷ USD thông qua các thỏa thuận dầu mỏ trong vòng một thập kỷ vừa qua, theo Reuters. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Venezuela, Juan Guaido, người được Tổng thống Donald Trump công nhận là ai? Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận là Tổng thống lâm thời. Nhưng Juan Guaido là ai? Việc ông này trở thành lãnh đạo quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã phục hồi sinh khí cho sự chống lại Tổng thống Nicolas Maduro tại một đất nước đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhưng ông Guaido chỉ mới là chủ tịch quốc hội 3 tuần trước đây. Trước đó, ít ai biết tới ông khi ông 15 tuổi cũng là lúc Hugo Chavez trở thành tổng thống Venezuela năm 1999. Ông học ngành kỹ sư công nghiệp tại đại học, rồi học thêm ở Đại học George Washington, Hoa Kỳ và một trường kinh doanh ở Venezuela. Khi còn là sinh viên, ông phản đối sự kiểm soát truyền thông của ông Chavez khi tổng thống không gia hạn giấy phép cho Radio Caracas Television. Năm 2009, ông là thành viên sáng lập Đảng Ý chí Nhân dân cùng lãnh đạo đối lập Leopoldo López. Ông López hiện đang bị quản thúc tại gia. Bang quê nhà của ông là Vargas, một trong những bang nghèo nhất của Venezuela. Ông Guaido vào quốc hội với tư cách đại biểu dự khuyết năm 2010 và chính thức là nghị sĩ từ năm 2015. Tuổi trẻ của Guaido và quê nhà nghèo nàn của ông khiến chính phủ Maduro khó mô tả. Ông thuộc thành phần cai trị giàu có xa hoa. Guaido mới chỉ là chủ tịch quốc hội từ hôm 5 tháng 1, lãnh đạo trước của phe đối lập Leopoldo López đã bị quản thúc. Người lẽ ra kế vị Freddy Guevara thì đã chạy vào sứ quán Chile sau khi bị cáo buộc kích động bạo lực vào năm 2017. Thưa quý vị, Mỹ và Venezuela triệu hồi nhân viên ngoại giao về nước giữa căng thẳng. Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 24 tháng 1 yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao nước này ở Mỹ quay về Venezuela, đồng thời đóng cửa hoàn toàn tại sứ quán ở Washington. Theo AP, ông Maduro cũng cảnh báo rằng nếu các quan chức Mỹ biết điều, họ cần rút các nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Caracas về nước, thay vì bất chấp yêu cầu của Tổng thống Venezuela. Họ tin là họ nắm giữ một thuộc địa ở Venezuela, nơi họ có thể quyết định họ muốn làm gì với nó. Bạn phải đáp ứng mệnh lệnh từ chính phủ Venezuela, ông Maduro phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình. Căng thẳng giữa Washington và Caracas bắt đầu tăng nhanh khi chính quyền ông Trump quyết định công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ngày 23 tháng 1, Guaido đã tự nhận mình là tổng thống tạm quyền của Venezuela và thề sẽ loại bỏ ông Maduro. Đáp lại, tổng thống Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ và cho các nhân viên ngoại giao nước này 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Tuy nhiên,
Washington cho biết họ sẽ phớt lờ yêu cầu này sau khi ông Guaido đưa ra tuyên bố của riêng mình kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài từ chối mệnh lệnh của ông Maduro giữ các nhà ngoại giao của họ ở lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã yêu cầu các viên chức ngoại giao không quan trọng rời khỏi Venezuela và đại sứ quán Mỹ ở Caracas cũng đề nghị công dân Mỹ hết sức cân nhắc việc rời khỏi nước này. Mọi con mắt đều đổ dồn về lực lượng quân đội, phe đóng vai trò trọng tài truyền thống trong các mâu thuẫn chính trị ở Venezuela. Thái độ của lực lượng này là chỉ số quan trọng xác định khả năng phe đối lập có thành công trong việc thành lập chính phủ mới hay không. Những tướng lãnh quân đội hàng đầu của Venezuela đã cam kết sự ủng hộ với ông Maduro, đưa ra lời thề trung thành vào sáng ngày 24 tháng 1 trên truyền hình nhà nước. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Petrino Lopez, một đồng minh chủ chốt của ông Maduro, sau đó đã đưa ra tuyên bố của chính mình, cho rằng nỗ lực thành lập một chính phủ song song trên thực tế là tương tự với một cuộc đảo chính. Cuộc sống ở thủ đô dường như đã trở lại bình thường vào cuối ngày 24 tháng 1, sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra một ngày trước đó, khiến vài người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đang theo dõi tình hình tại Venezuela để có thể hỗ trợ công dân Việt Nam ở đây nếu cần thiết, đồng thời mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tại Mỹ, dự luật mở cửa lại chính phủ thất bại ở Thượng viện. Hai dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, một do phe Cộng hòa hậu thuẫn và một được đảng Dân chủ ủng hộ, thất bại tại Thượng viện ngày 24 tháng 1, trong khi giới lập pháp đang tìm kiếm các bước nhượng bộ khả dĩ khác để kết thúc bế tắc với tòa Bạch Ốc kéo dài cả tháng nay. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney, bỏ phiếu tán đồng với bên Dân chủ trong biện pháp tạm mở cửa lại các cơ quan chính phủ mà không phải cấp tiền xây tường biên giới mà tổng thống Trump đề nghị. Trước giờ biểu quyết, có dấu hiệu cho thấy các nghị sĩ có thể cân nhắc ý tưởng mới chấm dứt 34 ngày đóng cửa chính phủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người thường liên lạc với tổng thống Trump, cho biết có nỗ lực lưỡng đảng trong thượng viện hầu đạt được hậu thuẫn của ông Trump đối với dự luật cấp ngân sách chính phủ trong vòng 3 đến 4 tháng để các cơ quan hoạt động toàn phần trở lại, trong khi thương lượng về tường biên giới được xúc tiến. Ông thúc giục chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ủng hộ. Bà Pelosi nói bà sẵn sàng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về chuyện chính phủ đang bị đóng cửa. Một ngày trước, bà Pelosi loan báo không mời ông Trump tái đọc diễn văn tình trạng liên bang tại Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 1 cho tới khi nào chính phủ mở cửa trở lại. Ông Trump tối 23 tháng 1 tuyên bố dời ngày đọc diễn văn tới khi nào bế tắc hiện nay được giải quyết. Tranh cãi phát sinh từ việc ông Trump đòi 5,7 tỷ đô la xây tường biên giới với Mexico, đảng Dân chủ nhất mực phản đối. 800.000 công chức chính phủ liên bang Mỹ hơn tháng nay không có lương vì chính phủ đóng cửa. Phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 24 tháng 1 tuyên bố Tổng thống Donald Trump chỉ xem xét kế hoạch của Thượng viện về việc tạm thời cấp ngân quỹ cho chính phủ hoạt động trở lại, với điều kiện kế hoạch đó phải bao gồm một khoản đặt cọc lớn cho tường biên giới Mỹ và Mexico. Tòa Bạch Ốc cũng cho hay đã nói chuyện với thượng nghị sĩ Lindsey Graham về giải pháp 3 tuần. Thưa quý vị, trường đại học Mỹ ngưng xài thiết bị của Huawei do áp lực của Tổng thống Trump. Các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ đang ngưng sử dụng các thiết bị viễn thông do công ty Huawei Technology và các công ty Trung Quốc khác sản xuất, nếu không sẽ không nhận được tiền tài trợ của Liên bang Hoa Kỳ, theo một đạo luật an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Reuters hôm 24 tháng 1 cho biết, các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc rằng các nhà sản xuất viễn thông Trung Quốc cung cấp các thiết bị cho phép chính phủ của họ theo dõi người dùng ở nước ngoài, bao gồm các nhà nghiên cứu phương Tây sử dụng các công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc như vậy. Reuters trích lời một quan chức của trường đại học California tại Berkeley cho biết trường này đã loại bỏ một hệ thống cầu truyền hình Huawei, trong khi học xá UC ở Irvine đang thay thế 5 thiết bị ghi âm, ghi hình do Trung Quốc sản xuất. Các trường khác như Đại học Wisconsin cũng đang trong quá trình xem xét thay thế các nhà cung cấp thiết bị. Trường UC San Diego còn mạnh tay hơn, trường này vừa quyết định sẽ không chấp nhận tài trợ hoặc ký kết thỏa thuận với công ty Huawei, GTE Corporation và các nhà cung cấp thiết bị âm thanh, hình ảnh khác của Trung Quốc. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Canberra lo ngại về nhà văn Úc gốc Hoa mất tích ở Trung Quốc. Từ lúc có tin nhà văn Úc gốc Hoa Dương Hàn Quân, tức Giang Hang Chun, bị mất tích cách đây 5 ngày sau khi đặt chân đến Trung Quốc, chính quyền Canberra đã cố tìm kiếm thông tin và làm sáng tỏ vụ mất tích này.
Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2019, Bắc Kinh mới xác nhận là nhà văn này bị bắt do các hoạt động có hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Thông tấn viên đài RFE Stefan Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết về vụ việc này. Quả là người ta rất thường bị mất tích ở sân bay Trung Quốc. Theo một nhân chứng được tờ báo Úc Sydney Morning Herald trích dẫn, ông Dương Hàn Quân đã được một ủy ban đón tiếp chờ sẵn ngay khi ông đến phi trường Quảng Châu hôm thứ Bảy vừa qua. Khoảng một chục nhân viên an ninh đã áp tải ông đi trong lúc ông đợi chuyến bay đến Thượng Hải cùng với vợ và con gái. Hai người này cũng bị tạm giữ một lúc trước khi được thả ra để đón máy bay. Người bị bắt là một cựu viên chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã trở thành nhà văn có tiếng và đồng thời là một nhà vận động cho cải cách ở Trung Quốc sau khi lấy quốc tịch Úc vào năm 2002. Người được mệnh danh là nhà truyền bá dân chủ đã đến định cư tại Úc cùng với gia đình và đã không ngần ngại cổ vũ cho quyền tự do cá nhân ở Trung Quốc. Vụ mất tích xảy ra vào lúc Úc ủng hộ Canada trong việc đòi Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada bị câu lưu vào tháng 12 vừa qua và bị cho là đe dọa an ninh Trung Quốc. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là không có thông tin về chế độ áp dụng đối với nhà văn Úc. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Quý vị đã theo dõi chương trình, hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.